Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình sáng thứ tư ngày mùng 3 tháng 5 của STV. Hôm nay sẽ kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Quý vị đã sẵn sàng cho một tuần làm việc mới chưa ạ? Hà Nhung xin chúc quý vị sẽ có một tinh thần thật hứng khởi bắt đầu một tuần làm việc thật hiệu quả. Chương trình sáng nay có những nội dung gì đáng chú ý, quý vị hãy đồng hành với chúng tôi tới phút cuối của chương trình nhé. Trước hết như thường lệ, phần tin tức sẽ mở đầu cho chương trình sáng nay. Quốc hội đã giao chính phủ nghiên cứu hoàn thiện nội dung của chính sách tiền lương mới, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thực hiện vào thời điểm sau năm 2023. Theo đó, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã thông qua việc nâng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng thêm 20,8% từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Quốc hội giao chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, đảm bảo theo yêu cầu của nghị quyết số 27 của Trung ương, tạo động lực cho cán bộ, công chức viên chức, yên tâm công tác, cống hiến. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng SPI trong nước tháng 4 năm 2023 giảm 0,34% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị giảm 0,41%, khu vực nông thôn giảm 0,27% so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4 năm 2023 tăng 2,81%. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chỉ số giá nhóm giáo dục, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch. Giá các mặt hàng thực phẩm, giá điện sinh hoạt, giá gạo trong nước tăng Tổng cục thống kê cho biết lạm phát cơ bản tháng 4 năm 2023 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 4,56% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 3,84%. Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 4 tháng đầu năm giảm 12,22% so với cùng kỳ năm trước, giá ga giảm 6,73% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sông Mã đã trở thành công việc thường xuyên đi vào nền nếp trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân các cấp ủy, cơ quan, địa phương đã vận dụng linh hoạt sáng tạo và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Cán bộ đảng viên đã chú trọng học tập rèn luyện, thực hành phong cách, tác phong, làm theo bác với nhiều việc làm thiết thực cụ thể, có tính khả thi cao. Trong đó, huyện Sông Mã đã chủ động lựa chọn xây dựng các mô hình tiêu biểu nổi bật như năm 2021 lựa chọn ba nội dung đột phá đó là phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh việc sản xuất chế biến tiêu thụ xuất khẩu nông sản lãnh đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022 đăng ký hai mô hình tiêu biểu như tuyên truyền và động nhân dân đầu tư xây dựng lò hơi nhiệt trong chế biến long nhãn để nâng cao giá trị sản phẩm tăng thu nhập hình thành vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sông Mã đã và đang góp phần đẩy lùi các tệ nạn và bức xúc xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 05 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025, các địa phương trong tỉnh đã quyết liệt triển khai với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật như chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào phát triển đường giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2022, toàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa được 554 tuyến đường với trên 246 km, tổng kinh phí đầu tư trên 264 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 139,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 125,3 tỷ đồng. Hiện tỉnh Sơn La đã có 74 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông. thực hiện thi đua 120 ngày đêm cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 cho công dân từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, Công an huyện Mường La tập trung nhân lực trang thiết bị máy móc để nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân nhằm triển khai các nhiệm vụ của đề án 06, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo thống kê của Công an huyện Mường La, toàn huyện có trên 15.700 nhân khẩu đã được cấp và phê duyệt tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa kích hoạt và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Còn trên 4.300 nhân khẩu thường trú chưa được cấp căn cước công dân. Trong đó, số vắng mặt tại địa phương khó có khả năng thu nhận hồ sơ trên 3.400 nhân khẩu. Số có mặt tại địa phương có khả năng thu nhận hồ sơ là 883 nhân khẩu. Có 2.052 nhân khẩu chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2. Để đảm bảo tiến độ triển khai đề án 06, Công an huyện Mường La đã thành lập và duy trì hai tổ công tác lưu động, linh hoạt triển khai tại các xã thị trấn để tiếp nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn, đồng loạt gia quân tuyên truyền vận động người dân đến các điểm công an xã để được hướng dẫn thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến nay, Công an huyện Mường La đã hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân cho học sinh, sinh viên nửa đầu tháng 4 năm 2023 thực hiện cấp gần 400 căn cước công dân, gần 5.700 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Và đấu đến ngày 15 tháng 6 năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân huyện và Công an tỉnh Giao. Và đấu hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% người dân có mặt tại địa bàn và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Thời gian qua, huyện Yên Châu đã tập trung triển khai nhiều mặt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức huấn luyện xong 13 trên 23 đơn vị dân quân tự vệ, dự kiến kết thúc đợt huấn luyện vào cuối tháng 5 năm 2023. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm nay của huyện Yên Châu được triển khai đúng thời gian, đảm bảo về quân số và nội dung. Trong huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Nội dung huấn luyện được triển khai đúng theo quy định gồm những nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng các nội dung quân sự chung các nội dung về hậu cần kỹ thuật và những nội dung đặc thù theo chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng dân quân công tác huấn luyện được tiến hành chặt chẽ đối tượng huấn luyện chấp hành nghiêm điều lệnh nề nếp bảo đảm huấn luyện theo phân cấp đúng đủ thời gian nội dung đề ra từng cán bộ huấn luyện và cán bộ chiến sĩ quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, tiếp thu nội dung chương trình huấn luyện, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về chính trị, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức thời sự, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ những tháng đầu năm, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Sốp Cộp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ và Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Tiến. Năm 2023, huyện Sốp Cộp đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục duy trì phát triển kinh tế xã hội, phát huy tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, đảm bảo các chính sách cho an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững. Huyện sẽ xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách phát triển để phù hợp với nền kinh tế thị trường, tàu hiện đại và hội nhập quốc tế. Thứ hai là huyện sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và huy động phân bổ sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế để phát triển các ngành, một số cái sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Trong quý 1 năm 2023, huyện Sóc Cộp đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong thu chi ngân sách như tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, quyết liệt xử lý nợ động, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích thu hút đầu tư trên địa bàn. Nhờ vậy, đến nay tổng thu ngân sách huyện đạt trên 204 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt trên 6,8 tỷ đồng, bằng 18,62% dự toán giao, bằng 137,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm, phòng tài chính kế hoạch đã tham mưu cho ban thực vụ huyện ủy ban hành cái nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 để đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện, phấn đấu nhằm đạt và vượt cái chỉ tiêu thu được giao. Trong đó thì có một số cái giải pháp tập trung, đó là phối hợp với chi cục thuế khu vực sông Mã, xúc Cộp trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp chống giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, ủy ban các xã trong thực hiện nhiệm vụ được giao và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay huyện Sóc cộp đang tiếp tục triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đồng thời tập trung khai thác nguồn thu cấp quyền sử dụng đất để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Năm 2023 chỉ bố trí vốn khởi công các công trình dự án thực sự cấp thiết như trường học, đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình nước sinh hoạt. Trong cái thời gian vừa qua là các cái nhiệm vụ được quan tâm nhất là các cái về cái lĩnh vực kinh tế thì về sản xuất nông lâm nghiệp thì cũng đã tập trung cho cái tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi sản xuất từ là chuyển sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và dịch vụ thương mại và thứ hai nữa là về cái kết cấu hạ tầng thì cũng tập trung cao đầu tư cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng và quan tâm công tác quản lý trật tự đô thị. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm 2023 sẽ là tiền đề vững chắc để huyện Sóc cột tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, tạo thế và lực cho phát triển cả giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. Vâng, với các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đều có chương trình hành động cụ thể, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. Khép lại mục câu chuyện ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với góc cuộc sống. Thưa quý vị, nhằm tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi, giao lưu thể hiện, phát huy năng khiếu sở trường, góp phần phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhiều hoạt động đã được các nhà trường tổ chức. Hội thi Bé khỏe, bé tài năng năm học 2022-2023 vừa được trường mầm non Tây Tiến, huyện Mộc Châu tổ chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa như vậy. Hội thi Bé khỏe, bé tài năng của trường mầm non Tây Tiến có sự tham gia của 4 đội thi, đại diện cho 4 lớp mẫu giáo lớn Mỗi đội tham gia phải vượt qua 3 phần thi chào hỏi, năng khiếu, thi kiến thức và phần thi trung sức. Các phần thi đều được các bé thể hiện hết sức truyền cảm, hóm hình và dí dỏm. Đặc biệt, hội thi còn có sự tham gia đồng hành của các bậc phụ huynh ở các phần thi, Và đó góp phần tăng thêm sự gắn kết giữa phụ huynh và các con, giữa phụ huynh và nhà trường. Thì ngày hôm nay thì tôi được tham gia chương trình ở ngoại khóa cùng các bé và hội thi ở trường mầm non Tây Tiến. Tôi thì cảm thấy thực sự rất là ý nghĩa và thực sự rất là vui. bởi vì sao? Trong các con đi học thì khi chúng tôi đến tham dự như này thì các con cũng sẽ được trải nghiệm những cái phần thi cũng như là những cái kiến thức rất là bổ ích cho các con và nó tăng thêm được cái sự gắn kết giữa bố và các con và giữa phụ huynh và nhà trường nữa cho nên thực sự chương trình ngoại khóa này là một chương trình ý nghĩa do có sự chuẩn bị chu đáo nên các đội tham gia hội thi đều thể hiện đảm bảo nội dung thời gian theo yêu cầu của ban tổ chức và được đánh giá cao kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội tham gia các bậc phụ huynh đã được tìm hiểu về các kiến thức nuôi con khỏe dạy con ngoan và phối hợp với nhà trường trong công tác chuẩn bị ngày hôm nay à, chương trình hội thi đã diễn ra rất là thành công tốt đẹp điều đó thể hiện đó là cái kết quả à, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh cũng như là cái khả năng năng lực của các con à, sau một năm à, học tập tại trường hội thi bé khỏe bé tài năng nhằm tạo cơ hội cho các bé mầm non được giao lưu thể hiện kỹ năng nhận thức về môi trường tự nhiên xã hội khả năng giao tiếp hình thành năng khiếu sở trường và đó tạo hứng thú cho trẻ khi đến trường Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.